đang nằm gần như là bất động, trên đầu là một cái bình oxy. Mày uống đâu? Uống chỗ nào? Rồi tắm chỗ đó, rửa chén xong tắm lên. Rửa chén xong rồi tắm đây luôn, dạ. Rồi đi vệ sinh luôn. Rồi vệ sinh đi cầu, cầu cá. Cầu cá. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại anh Một Đồng và Úc Đồng Tháp đang có mặt tại ấp Nguyệt Lạng C, xã Bình Phú, huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Ngôi nhà này thì cách ngôi nhà của cô Chính khoảng chừng 500m cô bác quý anh chị. Được sự giới thiệu của chú Bằng thì hôm nay anh em có mặt tại một cái ngôi nhà khá là cũ kỹ và mục nát. Đây là một ngôi nhà tiền chế và ở dưới thì nền đất. Trong ngôi nhà này thì lại càng khó khăn hơn khi vợ của một anh người chồng trẻ phải nuôi hai người con cùng với người vợ bệnh tật của mình. Hiện nay thì tình trạng bệnh của chị cũng khá là nguy kịch. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cô bác quý anh chị về hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ người Khmer cùng với hai người con sống trong ngôi nhà mục nát như thế nào ha. Sợ gì anh em phải quay như thế này mà mang khẩu trang á, tại vì chị đang mắc một cái căn bệnh nan y về phổi. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị vô đây ha. Có gì thì mong gần cô bác quý anh chị cũng thông cảm với các anh em ha. Ngôi nhà này thì có diện tích không có lớn lắm, khoảng chừng không tới 4m5 thôi, khoảng chừng 4m thôi. Tôn thì cũng đã khá và cũ kỹ và một nét rồi. Khung nhà thì khung nhà tiền chế, có lẽ đây là ngôi nhà cất cũng lâu và được nhà nước hỗ trợ đó cô bác quý anh chị. Nhìn xa xa ở trên mái tôn, nhìn ở trên xuống á thì đã mục hết rồi. Hiện nay đã hoen gỉ và những cái cây cái gì, những cái cây kèo á, đòn tay á, nó đã bị mối mọt bám vô rồi. Đây là cái khung cửa sổ nè. Trước khi vô gặp ngôi nhà thì mình sẽ nói về ngôi nhà tí xíu ha. Sau cái khung cửa sổ này, sau cánh cửa này là một em gái đang nằm gần như là bất động, trên đầu là một cái bình oxy, đang phải chạy như vậy đó. Hỏi mới biết á thì anh chồng của em này á là hàng ngày ai thuê gì làm đó. Ở nhà không có gì quan trọng ngoài hai cái bình oxy mà phải chạy chữa cho chị nè. Hai đứa bé nè, cũng phải mang khẩu trang nè, cô bác anh chị thấy không? Hiện nay thì cơ thể của cô em đã gầy guộc. Phải nói là rất là yếu rồi. Đây là đất ha. Chào anh. Hai đứa bé nè, cô bác anh chị thấy không? Rồi, em tên gì? Dạ, em tên Mai. Mai, con chồng? Chồng tên Thông. Mà lý do là Mai thì cũng đang bị phổi á, nói chuyện thì cũng rất là khó khăn. Anh tên gì? Dạ, Thạch Thông. Thạch Thông. Thạch Thông. Còn vợ thì tên Mai. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 32. 32 ha. Còn vợ? Vợ 31. 31, đứng xích ra ngoài đó đi. 31. Vợ anh mắc bệnh lâu chưa? À, cũng lâu rồi. Lâu rồi. Lâu là bao lâu? Mấy tháng rồi. Gần 5 đó không? Bác sĩ trả về. Năm nay hai bé thì bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em mới học lớp 4, 9 tuổi. Lớp 2. Vẫn được đi học đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cơ thể là phải co ốm dậy gút như vậy đó ha? Dạ. Bác sĩ nói mình bệnh gì ta? Dạ, bệnh phổi. Lao phổi. Dạ, cái nhịp tim em nó đập nhanh lắm. Mình không có tiền điều trị hay sao? Dạ, không. Có điều trị nằm bệnh viện. Lúc trước nằm được nửa tháng, bác sĩ cho về. Về được đâu được 3 tháng. Chứ nó tái phát lại nữa. Cái mệt đó, nó bắt mệt á, cỡ không nổi. Đi nằm chiến này nằm 3 tháng trời. Nằm 3 tháng. Nằm ở bệnh viện huyện hay sao? Dạ, bệnh viện lao mình đó trên ô chát nè. Quay ngôi nhà ở trên kìa anh Một Đồng. Nhìn cái mái tốt nè. Ngôi nhà này cắt bao nhiêu rồi anh Thông? Có bao nhiêu năm mà nhớ không? Năm 2005 cái gì á. 2005 thì năm nay thì cũng 2023. Là cũng mười mấy năm rồi. Hàng ngày thì mình làm cái công việc gì để mình có thể có tiền để mình nuôi vợ mình cũng như là hai con?
À, có khi làm hộ, khi ta lên phân bọ kêu thì em làm phân bọ. Mỗi ngày thu nhập được bao nhiêu tiền anh? À, có 200 mấy à. 200 mấy. Ngày hôm nay thì mình có làm không? Dạ không. Không ha. Rồi những ngày không làm rồi tiền đâu mà cơm nước gạo đâu? Lâu lâu ta được một lần. Tao khác ha. Dạ. Ngôi nhà này lúc trước nhà nước cho đúng không? Dạ. Rồi cái khung lá này là mình làm đúng không? Dạ. Tự mình mua, mình ghép vô. Bây giờ có tò có dột gì không? Dạ có, mưa lớn thì nó dột. Ừ. Đá này chắc mới thay 2-3 năm nay thôi đúng không? Dạ. Dạ mới đâu cũng mấy năm mà. Lúc trước là lúc trước nó sụp. Đúng rồi, sụp xuống. Cây nó mục hết, nó sụp hết. Lúc trước là chị là Mai làm công việc gì? Dạ lúc trước em còn khỏe, em đi làm công ty. Ở đâu? Công ty ở bên Đài Vinh mình á. À. Em phát hiện em càng ngày càng ốm đi rồi em đi khám là bác sĩ nói em thì cũng bệnh phổi. Tại em phải đi khám ngoại á, khám ngoại trước. Ừ. Rồi tới chừng em đi vô bệnh viện lớn á. Ừ. Vô bệnh viện Đài Vinh á. Ừ. Rồi chụp hình phổi là bác sĩ nói bị bệnh lao. Ừ. Đau phổi rồi mà rồi bên bệnh viện Đài Vinh nó chuyển qua bệnh viện lao phổi. Ừ. Ừ. Hai con lại đây coi, hai con lại đây chú Biểu. Con tên gì? Saman. Gì? Saman. Saman, còn bạn bên đây? Con bao nhiêu tuổi? 9. Bạn này? 7. Bạn này học lớp 4 đúng không? Bạn này học lớp 2 đúng không? Hôm nay không có đi học, hôm nay thứ bảy không có đi học. Thấy mẹ gì bệnh rồi có phụ giúp ba để chăm sóc mẹ không? Phụ giúp sao? Lấy nước cho mẹ. Lấy gì? Lấy nước cho mẹ, còn bạn này? Nấu cơm cho mẹ. Biết nấu cơm luôn. Nấu được không? Thiệt không đó? Thấy mẹ bệnh vậy buồn dữ không? Buồn. Buồn sao nói chú nghe với. Buồn không biết nói sao. Còn con? Buồn. Buồn sao nói chú nghe với. Tại không thấy mẹ con ốm. Ừ? Thấy mẹ con ốm. Thấy mẹ con ốm. Có bao giờ mình muốn nghỉ học ở nhà để mình phụ mẹ không? Muốn nghỉ học ở nhà để làm mẹ, tiếp mẹ hơn. Dạ. Mình sống ở trong cái ngôi nhà này nè. Ngôi nhà mình nó cũ quá. Có bao giờ mình ước mơ được ngôi nhà mới không? Dạ. Ước mơ là sao? Nói chú nghe thử coi. Con? Dạ, con được ở nhà. Vì sao? Dạ, cho mẹ con ở. Cho cha mẹ con ở. Thì con ở không? Ở. Tôi nhỏ quá. Hôm nay gia đình mình ăn cơm gì nè? Không biết. Hôm nay gia đình mình ăn cơm gì anh thân? Hầm xương cho vợ. Hầm xương cho vợ ăn hả? Rồi hai con ngồi đó đi. Đâu chú không tin là lấy nước cho mẹ uống sao đâu. Lấy cho chú xem coi. Bạn nào lấy nước cho mẹ uống đâu. Lúc mà chưa bệnh thì em bao nhiêu ký? Lúc chưa bệnh đó là em uống 40 mấy ký à. Ừ. Vậy tới chừng phát ra bệnh nó còn có 30 ký, giờ không biết còn nhiêu ký nữa. Ừ. Đỡ 20 ký quá. Ừ. Oxy là cứ chạy hoài như vậy đó, hả? Dạ. Rồi làm tiền ăn không đủ nữa thì mỗi bình oxy là thay bao nhiêu tiền? Dạ 650. 650 hả? À? Thôi tiền đâu mình thay. Cứ chạy đi kiếm. Chạy đi kiếm. Dạ. Chạy đi kiếm để lo cái hơi thở cho vợ của mình. Là cứ một bình sử dụng được bao lâu? Dạ có 2 ngày. 2 ngày? Dạ. 2 ngày là tốn 650. Dạ. Bây giờ có cái bình oxy điện này nó đợi được một chút. Trời ơi. Rồi anh Thông làm gì đủ tiền để lo không ngày có mượn tiền lo cho vợ? Dạ cũng anh em mượn anh em chút đỉnh. Ừ. Anh em thằng mấy em ruột á ở Sài Gòn á mượn gửi nó gửi về cho mướn oxy cho vợ. Ừ. Rồi cái máy dưới đó là máy gì anh? Dạ, máy bên cũng ta cho mượn á. Oxy điện đó hả? Dạ. Lúc trước là chạy bằng oxy bằng bình inox nè, bình sắt nè. Dạ. Bây giờ hết tiền, bây giờ có bình oxy điện. Dạ. Dạ ta cho mượn á. À, cái máy này người ta cho mượn, ai cho mượn? Dạ, bên. Em cũng không biết nữa. Ừ. Cái anh bán hủ tiếu ở ngoài chợ nè. Bây giờ có còn vẫn có còn mà thay bình oxy không? Dạ có chứ. Bữa nào mà cúp điện á thì cúp điện em thì thay em xài bình. Cái bình
Bữa nào mà không cúp điện á thì em xài cái máy này. À, có nghĩa là dùng cái này để đỡ tốn tiền ha. Dạ. À, cúp điện thì sử dụng cái bình kia, còn không có nghĩa là oxy cứ chạy liên tục vậy. Dạ. Thôi bây giờ vô trong cái đi ha. Giờ anh dẫn em vô nhà. Hai vợ chồng anh chị là người Khmer. Dạ, người ở ấp đây người Khmer nhiều. Đây là cái vách nhà nè cô bác anh chị. Nè, thấy không? Đó anh dỡ cái màn này ra cho em coi. Dỡ cao lên. Dắt dạ. Lên luôn đi. Chắc dắt lên luôn đi anh Thông. Anh Thông 32 tuổi hả? Đây là cái đồ treo của mình đó hả? Dạ. Của mấy đứa bé bên đây, anh dạ. Bên đây. Dạ. Cái giường này là anh với lại hai bé ngủ hay sao? Dạ, hai đứa nó ngủ, em ngủ ghế bố anh trước. Em anh ngủ ghế bố ngoài trước ha. Dạ. Trời ơi. Kìa, trên đó kìa. Thấy mà nó mưa tạt vô luôn cô bác. Cái cây sà gồ này là giống như cây sà gồ của cô Chính nha. Nó mục hết rồi nha cô bác của anh chị. Anh mưa có bao giờ sợ ngôi nhà mình sập không? Dạ, cũng sợ, nó gãy hết chứ. Có bao giờ nó đùng đưa không? Dạ. Ừ, có chiếu thôi à. Dạ. À. Cái này là gì anh? Gạo. Gạo người ta cho hay gì? Dạ. Ủa sao hết rồi? Dạ còn ở trong. Hết rồi? Còn trong thùng. Đâu giả lên em coi. Ừ, không còn nhiều. Vậy là anh được mọi người hỗ trợ giúp đỡ đó. Dạ. Nên đây nền đất. Đa số là cắt nền Bùi Hồ mới nhìn thấy gần đây là ở đây cắt nền đất nhiều, coi vẫn còn nhiều quá ha. Hay qua đây đi anh. Đây là không gian bếp của mình đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái này là cá chiên. Hôm nay mình ăn cơm với thịt với cá chiên hả? Dạ. Cá kho. Cá kho. Này là cái gác là cô bác anh chị. Sớm nó hầm gì cho vợ đâu. Dạ, trong nồi. Dạ, tò mò cái bếp ga này đây ha. Cái này là dạ. Cái cải gì? Gọi là cải gì đó? Cải gì? Bông cải á. Dạ, bông cải rồi. Bông cải với lại thịt. Cái bếp củi. Ủa, mình không có nấu bếp điện hả? Dạ, nấu bếp ga nhỏ. Có bếp điện không? Dạ. Có cái nồi cơm điện không? À, nồi cơm điện, cơm thì có. Với bếp ga mini này thôi. Mỗi lần hết ga thì chắc nấu củi. Em thấy có nồi củi bên dạ. Đây nữa nè. Còn bên đây là mới quan trọng nè. Qua đây anh Thông qua đây với em ấy. Anh Thông đi qua đây với em. Mới gặp thôi cô bác anh chị. Cái này là cái gì? Đó, chén. Để sống chén của mình dạ, đúng không? Chén. Ai nấu ăn, anh nấu ăn hả? Dạ. Bé nó biết phụ anh không? Dạ có phụ rặt lau rồi. Lật rau rồi ha. Dạ. Với lại ấy cho mẹ. Em thấy là có mấy cây lợp đó kìa. Là mình đi đặt lợp á ha. Dạ. Đặt lợp kiếm thêm đúng không? Dạ. Nhà chỉ có cái gỗ chén này duy nhất à. Dạ, bởi một cái là chiều nay không có múc canh luôn. Xin lỗi. Đây là nhà vệ sinh mình đúng không? Dạ. Trời ơi. Cô bác anh chị thấy không? Tự nhiên cái mình đi nhiều quá cô bác anh chị. Mình anh em mình cảm nhận cái cuộc sống này nó như anh em của tụi mình, tự nhiên cái mình thấy may mắn nhiều hơn anh Một Đồng ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình thấy những cái hoàn cảnh như thế này mình thấy nó buồn buồn sao. Anh cho em, anh mở này qua cho em được không? Rồi. Đây nè. Rửa chén chỗ này luôn hả? Dạ. Ở trời. Rửa chén. Tắm chỗ nào? Rồi tắm chỗ đó, rửa chén xong tắm. Rửa chén xong rồi tắm đây luôn, dạ. Rồi đi vệ sinh luôn. Ở vệ sinh đi cầu à. Cầu cá. Cầu cá. Cầu dạ. Cá. À. Rửa chén ở bên đây. Dạ. Tắm ở bên đây. Dạ. Trời ơi. Khủng khiếp vậy. Mưa có giọt dữ không anh? Trời, mưa giọt hết trơn. Cái này là cua anh mới đi đặt về hay gì anh? Dạ đi bắt. Đi mò về hả? Dạ bắt theo đây. À để nuôi vợ mình hả? Giờ ăn cơm ngày được mấy chén? Dạ cũng ăn ngày được cả chén cơm. Dạ yeah. Giờ ăn ngày có chén cơm. Dạ. Rồi vậy thì có bao giờ bế tắc lắm không? Cũng thấy nó bệnh vậy rồi mình đi làm đâu xa đâu có được đâu. Ừ. Nếu như cho anh điều ước, anh mong ước gì? Dạ, muốn cứ em muốn cho cất cái nhà cho tụi em ở cho nó sạch sẽ. Nền này là sao? Của mình luôn đúng không? Dạ không, của ông chú. Nhưng các nhà cắt ở đâu?
đó, anh ta nhà nước ta cho nợ bên kia mà mình không có tiền mình cất ha. Dạ. Dạ. Ở trong nhà này là có bao nhiêu người? Dạ có hai vợ chồng em, rồi má với mẹ anh. Mẹ anh hay mẹ của chị? Mẹ của em. Mẹ làm công việc gì? Dạ cũng cạo hột điều. Tạm thời bây giờ anh có thể gỡ cái khẩu trang ra cho mọi người biết không? À. Anh phải mang khẩu trang tại vì anh sợ bị lây cho mình á. Cũng rất đẹp trai đúng không? Okay. Chỉ 32 tuổi thôi. Lao động chính trong gia đình mà bây giờ phải chăm vợ đi làm là phải đi về. Có bao giờ mình cảm thấy mình bế tắc, mình buồn dữ không anh? Cũng thấy buồn mà vợ bệnh vậy làm sao vậy? Mình cũng gắng phụ vợ mình cho nó hết bệnh. Có bao giờ hỏi thiệt chưa? Mình sợ vợ mình một ngày nào đó là... Cũng biết kệ nó xong tới đâu hay tới đó. Có bao giờ mình cảm thấy mình bỏ cuộc không? Chắc không. Răng tới đâu hay tới đó. Anh chỉ thương một câu nói thôi. Hằng ngày phải chạy tiền để mua hơi thở cho vợ. Nghe một câu mà chồng trẻ phải chạy tiền để tìm cái hơi thở. Thì có khi bao giờ mượn tiền ta thấy mình nghèo quá ta không cho? Có đấy, mà đâu có dám mượn người ngoại, sợ anh ta không cho. Anh ta cho, còn là anh em trong nhà làm thành phố mượn mấy em ấy, mượn mấy chị khi 1 triệu, trước khi 500. Mượn để mua bình oxy thôi. Dạ. Còn tiền ăn là anh xây được đúng không? Dạ. Cái tre bên kia kìa, cô bán anh chị thấy một cái á, nó cong xuống luôn à. Mưa là nó có chỗ nào dột không? Đã dột hết. Tại vì em mua, em đi làm có tiền rồi mua cái tre tập bạc á, tre ở trên gì là nó dột hết trơn. Này là hồi đó là mình hỏi mượn tiền mua lá, mình làm hai vợ chồng tích góp được. Dạ đó, còn mạnh thì hai vợ chồng làm được á, rồi mua lá lại rồi dẫn lên. Đối với những cái hoàn cảnh khó khăn á thì lo ăn từng bữa là một chuyện rồi, ngoài ra thì cũng phải cần lo thêm cái căn bệnh cho vợ thì nó càng khó khăn hơn. Qua đây đi anh, em sợ rồi ngoài trước nói chuyện á là chị nói nhiều mệt, tại vì bệnh phổi mệt đó. Hàng đêm rồi chị mệt dữ không? Em mệt. Dạ. Yeah. Là em phải thức. Ừ. Đêm là ngủ được mấy tiếng? À, có khi 2 tiếng, 3 tiếng. Dạ. Yeah. Có ngủ 2, 3 tiếng hả? Là chị kêu hoài hay sao? Dạ, kêu đá dĩa rồi thay tạ rồi. Ồ, chị, anh phải làm hết mấy công việc đó đúng không? Dạ. Lao mình lao gì cũng hết. Đúc ăn là ai đúc em? Dạ, em luôn. Tắm? Em luôn. Sinh hoạt vệ sinh cá nhân thay tạ đâu? Dạ, em hết. Rồi mình đi làm thuê cho người ta rồi sao mình làm được mấy chuyện đó? Thì em làm vòng vòng nhà này mà làm lên phòng bò thì làm nhanh thì về sớm thì mình lo cho nó. Ừ. Dạ. Chứ mình không có đi xa làm được nữa. Dạ. Ở đó thì đi làm xa xa được, giờ nó bệnh gì hết, đi làm xa được. Ừ. Bỏ không được. Ừ. Bỏ sợ mệt á, rồi không có ai giùm coi, má thì bận coi bên nhà bên kia nữa. Anh có mấy anh em? Dạ 7 đứa. 7 anh em. Anh thứ mấy trong gia đình? Em thứ 6. Mấy người kia đi làm ở Sài Gòn hết à? Dạ. Rồi người ta có gia đình hết trơn. Thành thử là mình mọi chuyện là mình phải lo cho vợ mà. Dạ. Nhìn cái dắp lá bên đó kìa, thấy không? Chỉ còn mấy tấm lá. Lá này ai tự lợp? Dạ em. Anh tự lợp luôn hả? Dạ. Tự mình lợp chứ mình không có mướn người ta luôn đúng không? Dạ, có mấy người bạn với lại nó phụ mấy người. Ừ. Rồi anh em trong nhà phụ á. Ừ. Đi ra trước đi. Bây giờ không biết nói làm sao để mà cho cô bác với anh chị nó hiểu thêm về cái sự nghèo khó của những cái hoàn cảnh như thế này. Đi càng nhiều thì mình lại thấy càng thương nhiều hơn. Bên kia kìa. Đó là cái nơi dắt chén nè. Đó, cái nơi dắt chén cô bác anh chị. Ủa, dắt dao.
có nải chuối, có nải chuối nó khô luôn rồi. Chị có nói là đôi khi chị có thỏa thẻ với anh về cái cân bằng của chị không? Thì cũng cũng tâm sự vợ chồng, nói giờ sao anh có vậy có mệt không, nói không kệ đi tán em, giờ vợ chồng mình thương nhau rồi mình phải coi nhau chứ, bỏ em đâu. Vợ chồng mình thương nhau á là phải coi nhau chứ bỏ đâu có được. Chị có lo lắng bao giờ anh bỏ anh không lo? Không, ta nói mà em nói anh không bỏ em đâu, đừng có lo. Khổ quá hả? Bao nhiêu đó để cố gắng với chị hiểu thêm về một trong những cái hoàn cảnh khó khăn mà Bùi Hồ cũng phải với các anh em giới thiệu trên cái kênh của mình. Đâu đó thì còn những cái mảnh đời nó phải nói vô cùng bất hạnh, nghèo mà gặp thêm cái eo nữa. Người ta nói thường nói câu là dầu đổ thì bìm bìm leo, đúng không? Đã nghèo lo cái ăn cái mặt nó cũng khó rồi, mà lại thêm cái căn bệnh của vợ, thành thử là nó còn khó khăn hơn. Nhưng mà mình thương gái á, là anh với chị đều cho các bé đi học hết à. Có bao giờ nghĩ cho các bé nghỉ học không? Không, không ngại gì. Tới giờ đưa đi học rồi, tới giờ rước thì em đi rước, rồi về nhà cần làm đồ ăn rồi giặt đồ giặt gì em làm. Mình cho được nhiêu tiền để hai bé đến trường đi học á? Dạ, là đi bữa như 10.000 đứa, 10.000. Tiền đâu ra dữ vậy? Nào là tiền ăn, tiền bệnh, rồi tiền đứa con đi học nữa. Rồi mấy chị em có gì đưa cho người 10.000 cũng đỡ. Thương ơi trời. Thôi thì chắc có lẽ là mấy anh em mình ra trước ha. Bây giờ thấy trong mình khỏe không Mai? Dạ, em thấy khỏe nhưng mà em lên ngồi thì ngồi không được lâu. Ngồi kia nó mệt lắm. Còn đi thì đi được chút chút không, chứ đi nhanh. Cái giờ em nó còn yếu á. Thấy chồng của mình chạy chữa như vậy á, chồng của mình thương mình ghê á. Có bao giờ mình thấy mình tủi lòng không? Dạ, thấy chứ. Nhiều lúc có khi em nằm ngủ khóc của mình. Lúc trước không bệnh đó thì đi làm, bây giờ nằm chỗ như chứ cũng buồn. Quen đi làm á. Rồi hồi đó hai vợ chồng còn hình cưới không? Còn hình nào không? Dạ, anh, còn còn giữ tấm hình nào của chị hồi đó không? Dạ cũng chị để ở nhà bọn má, nó vợ của anh bệnh hết trơn rồi. Hôm nay hả? Con đó không biết để đâu á. Tấm nhỏ. Bây giờ tay chân thì còn xương với da thôi hả? Cố gắng ăn uống nhiều vô nha. Dạ. Hôm nay á thì các anh em của tụi em đến đây. Trước là tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của mình, thứ hai là thấy được cái cảnh khó khăn ở này. Nói chung là cũng thương anh Thông, là vì vợ lo hết cho vợ, chạy chữa cho vợ cận kề, thậm chí là anh thường nói con còn nước còn tát mà lo đến đâu hay đến đó. Anh em mình lại cảm thấy mến anh hơn và đồng cảm với anh. Cố gắng lên nha anh Thông. Dạ. Lại thương các bé, cho các bé đi học hết. Thấy con mình đi học cũng cho 10.000 đi học nữa, đó là một trong những cái mà các anh em mình á cảm thấy động lòng nhé. Đây thăm gia đình của mình nè. Rồi thay mặt cho chị Lộc Nguyễn ở Úc á, gửi cho gia đình của mình 2 triệu. Cảm ơn chị Lộc Nguyễn nhiều lắm. Để lo oxy đồ cho chị, tại sự sống mà. Oxy mua đồ nấu ăn cho chị bồi dưỡng ha. Cố gắng nha. Thôi thì một lần nữa thì chắc có lẽ các anh em sẽ chia sẻ đoạn clip này đến đây cô bác với anh chị. Cùng cảm ơn cô bác, anh chị, cô chú, quý anh chị Mạnh Thường Quân đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị Mạnh Thường Quân. Chân thành cảm ơn chị Lộc Nguyễn Úc đã đồng hành và hỗ trợ cùng với Bùi Hồ cũng như là các anh em. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại để cho chị còn nghỉ ngơi nè. Bye bye.